Chào mừng quý vị đang theo dõi trên kênh tin tức mới nhất 24 giờ của chúng tôi. Kính chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi những bản tin mới nhất trên kênh của chúng tôi. Trong chương trình Chị Em Chúng Mình mới đây, Harigon đã có những chia sẻ rất thú vị về bố ruột của mình. Những ai theo dõi thì đều biết, Harigon thường xuyên xuất hiện bên mẹ và em gái. Ít khi xuất hiện hay có tấm ảnh chụp chung cùng bố, vì bố Harigon chạy thận ở Hàn Quốc. Theo đó, trong chương trình, Harigon tiết lộ, bố cô là người rất nghiêm khắc với con gái. Gia đình tôi theo kiểu ba, như quân đội, rất nghiêm khắc, kỷ luật. Lúc đó tôi khoảng 7 tuổi chứ bao nhiêu đâu. Nhưng thay đồ là phải để đồ phía trước, để đồng hồ phía trước. Trong vòng 1 phút là phải thay đồ xong, không thì bị đánh. Fan lâu năm của Harigon thì chắc hẳn biết về bố của nữ ca sĩ, sống ở Hàn Quốc và mắc bệnh trầm. Trong bộ phim tài liệu do đài KBS thực hiện cách đây khá lâu, Harigon từng chia sẻ, thận của ba tôi không được tốt lắm nên phải chạy thận từ 3 đến 4 lần một tuần. Bố Harigon chạy thận ở Hàn Quốc nên dù mẹ con của Harigon đã sang Việt Nam để sống, nhưng bố cô thì không thể sang đoàn tụ. Bố Harigon là người Việt Nam, sau khi cưới mẹ cô thì ở lại Hàn Quốc luôn. Gia đình của cô từng trải qua những tháng ngày vô cùng vất vả, phải làm thuê làm mướn quần quật cả ngày mà vẫn không thể khá khẩm lên được. Hiện tại thì con cái đã có điều kiện, cuộc sống dư giả thì bố của cô lại bị bệnh, không được an hưởng tuổi già, sum vầy bên vợ con. Chính vì lý do này mà Harigon rất thương bố và đau đớn trong lòng, nỗi mong chờ cả gia đình được đoàn viên. Trấn Thành và Harigon kết hôn năm 2016 là một trong những cặp đôi vàng của làng giải trí Việt. Trấn Thành và Harigon luôn được ngưỡng mộ bởi tình yêu và cuộc sống hôn nhân ngọt ngào hạnh phúc. Cưới được 4 năm, cả hai vẫn mặn nồng như ngày đầu tiên. Hiện tại Trấn Thành và Harigon đắp xô, quay cả ngày và đêm vẫn không hết việc. Hai vợ chồng luôn được fan mong mỏi, sớm có tin vui để tổ ấm có thêm tiếng cười. Tuy nhiên bà xã Trấn Thành nói cô khó dính bầu hơn người bình thường vì tử cung ngắn khiến quá trình đầu thai có chút khó khăn và thậm chí là rất nguy hiểm. Quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo tại đây để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất mà chúng tôi đã cập nhật trong ngày.